Pipa, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Các bé của chúng ta có thích những nhân vật hoạt hình trong phim hoạt hình Nhật Bản không? Chẳng hạn như những thủy thủ mặt trăng nè. À, thì ngày hôm nay chị Bí Đỏ và các bé sẽ cùng nhau thiết kế một nhân vật hoạt hình theo ý thích của mình nha. Nào, chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên là chọn màu da nha. Có rất nhiều màu da. Riêng chị Bí Đỏ thì thích màu da trắng như thế này. Còn đây là kiểu tóc mái, có rất là nhiều kiểu tóc mái khác nhau cho chúng ta lựa chọn nha. Chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tóc mái như thế này, trông giống như là gió bay bay rất là tự nhiên. Còn đây là phần đuôi tóc, thì chúng ta có thể lựa chọn phần đuôi tóc theo ý thích của chúng ta nha. Riêng chị Bí Đỏ sẽ chọn phần đuôi tóc như thế này. Các bé trong nhân vật của chúng ta đã khá giống với nhân vật thủy thủ mặt trăng chưa? Kế tiếp là biểu cảm của đôi mắt và nhiều màu mắt khác nhau. Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn đôi mắt như thế này nha. Tiếp theo là môi với nhiều biểu cảm khác nhau. Chị Bí Đỏ sẽ chọn đôi môi cười như thế này, trông rất là dễ thương. Còn đây là mũi, chị Bí Đỏ sẽ chọn chiếc mũi như thế này. Kế tiếp là tai nè, chị Bí Đỏ sẽ chọn tai như thế này nha. Kế tiếp thì chúng ta có thể lựa chọn màu của đôi chân mày nè, biểu cảm của chân mày đó. Thì chị Bí Đỏ sẽ chọn đôi chân mày như thế này nha. Còn đây là trang phục, chúng ta có thể lựa chọn với nhiều kiểu trang phục khác nhau và khá là dễ thương phải không nào? Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn phần trang phục, trang phục này trông giống như là con nít rồi, vô cùng dễ thương phải không nào các bé? Tiếp theo là hoa tai, có rất là nhiều kiểu hoa tai cho chúng ta lựa chọn nha. Chị Bí Đỏ sẽ chọn đôi hoa tai như thế này. Còn các bé thì sao? Và đây là phần để chúng ta tô điểm cho mái tóc. Chị Bí Đỏ sẽ chọn phần tô điểm cho mái tóc là như thế, như thế này nha, rất là dễ thương phải không nào? Còn đây là phần background của chúng ta. Chị Bí Đỏ rất là thích những nhân vật hoạt hình trong phim Nhật nên chị Bí Đỏ sẽ chọn phần background là những cây hoa anh đào. Còn bây giờ thì hãy xem nào. Tên trong nhân vật của chúng ta rất là dễ thương phải không nào các bé? À, các bé hãy thử ở nhà và cột tóc hai chùm lên. Chị Bí Đỏ nghĩ là các bé cũng sẽ dễ thương giống như nhân vật mà chúng ta vừa mới thiết kế đó. Các bé ơi, các bé có cảm thấy thích gia đình của chị Bí Đỏ không? Các bé có thể gia nhập gia đình chị Bí Đỏ bằng cách nhấn vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới nha, để theo dõi những video của chị Bí Đỏ nào. Còn bây giờ, chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.